số 11, ích lợi của điều ác. Bí mật của điều ác là vấn đề thách thức trí thông minh của nhân loại từ nhiều ngàn năm. Cho đến hiện tại, nó vẫn còn được bàn luận rất sôi nổi và hăng hái. Điều này chứng tỏ vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Theo bản năng, chúng ta nghĩ rằng nếu hiểu được nó, chúng ta sẽ rút ra được một bài học quan trọng có giá trị, và phía sau sự bí mật của điều ác có ẩn chứa vài chân lý quý giá. Tôi không cho rằng tôi có thể giải thích rõ vấn đề lâu đời này, nhưng tôi hy vọng đưa ra vài khảo sát để cho bạn suy nghĩ, may ra mới có thể soi sáng được vấn đề. Để dễ dàng theo dõi, tôi chia vấn đề thành 4 đề mục như sau. Thứ nhất, nguồn gốc của điều ác. Thứ hai, sự tương đối của điều ác. Thứ ba, sự ích lợi của điều ác. Thứ tư, sự chấm dứt điều ác. Xuyên qua những đề mục này, tôi hy vọng sẽ trình bày cho các bạn thấy điều ác là điều kiện cần thiết của sự biểu lộ, và nó phát sinh độc thời với sự biểu lộ. Điều ác hoàn toàn không tồn tại tự chính nó, mà chỉ là tương đối. Nó hiện tồn trong mối liên hệ giữa những sự vật, mà không ở trong chính những sự vật ấy. Nó thay đổi theo thời gian, theo sự kế tiếp của những biến cố và với trào lưu tiến triển của vũ trụ. Tôi cũng hy vọng trình bày mục đích của điều ác, sự hữu ích mà nó cống hiến, và làm thế nào chúng ta thoát khỏi nó, cũng như sự sử dụng điều ác để cắt đứt dây trói buộc chúng ta vào bánh xe luân hồi sinh tử. Dù vẫn sống trong thế gian, nhưng làm thế nào để chúng ta không tạo nghiệp quả? Tôi nhớ có một câu nói nổi tiếng như sau: chúng ta có thể đốt cháy nhân quả trong ngọn lửa trí tuệ. Tôi hy vọng các bạn sẽ tự nghiền ngẫm ý tưởng thâm sâu này. Những cặp đối nghịch. Bây giờ chúng ta hãy xét đến nguồn gốc của điều ác. Nên hiểu rằng nếu không có sự giới hạn lúc khởi đầu, vũ trụ sẽ không thể biểu lộ, không có tăng ra, không có phân chia khác biệt. Cái hiện tồn duy nhất đôi khi được gọi là Brahman thì tuyệt đối và không thể phân chia. Nó không có những biểu hiệu và tính chất, mà chỉ có sự duy nhất, không phân chia, không đa dạng. Nó là cái một, không có cái thứ hai. Khi bạn suy tưởng về cái hiện tồn này, chính lúc đó bạn phải tách rời bạn với nó. Trí của bạn cố gắng khảo sát một cái gì mà nó không phải chính chủ thể của tư tưởng. Do chính sự cố gắng của tư tưởng, bạn đưa ra nhị nguyên tính vào cái mà bạn đang cố gắng nhận thức như là sự duy nhất. Khi có sự phân chia giữa chủ thể tư tưởng và tư tưởng thì có sự khác biệt. Lúc ấy không còn Brahman như cái một duy nhất, vì trong ngài không có nhị nguyên tính, không có cái thực thể phân biệt. Trong ngài không có chủ thể tư tưởng, cũng không có tư tưởng. Tư tưởng bao hàm sự nhận thức và đối tượng của sự nhận thức, nhưng Brahman là sự duy nhất tuyệt đối, sự như nhau tuyệt đối. Chúng ta bàn bạc về tư tưởng ở nơi mà tư tưởng không thể hiện tồn. Brahman không bị điều kiện hóa, cho nên không thể hiểu được và không có giới hạn. Sách vở nói rất đúng rằng cái đó không phải là ý thức, cũng không phải là không có ý thức. Tuy nhiên, có một bản thể thâm sâu, khi điều kiện hóa sẽ trở nên ý thức, vì ý thức bao hàm nhị nguyên tính, gồm ý thức và cái thuộc về ý thức. Chính lúc chúng ta dùng từ ngữ ý thức đã bao hàm nhị nguyên rồi. Do đó, trong cái duy nhất tuyệt đối, chỉ có sự như nhau, không có sự khác biệt, chỉ có cái một, không hai, không thể suy tưởng được, vì không cần bất cứ điều kiện nào để nó hiện tồn và không giới hạn. Nhưng khi vũ trụ trở nên thực thể, nó phải có điều kiện và giới hạn. Giới hạn là điều kiện của sự biểu lộ, vì ở ngay lúc khởi điểm của sự biểu lộ, một chu vi được vẽ ra, đó là vòng tròn của vũ trụ. Nếu không như thế, tư tưởng bị mất trong cái một tuyệt đối, sự đồng nhất. Trong vòng tròn đó, tư tưởng tác động. Chính từ ngữ biểu lộ đã ám chỉ sự giới hạn này, theo quy luật của cái trí. Sự biểu lộ bao hàm cái phản đề của nó là sự không biểu lộ. Bất cứ điều gì mà bạn có thể nghĩ đến đều có cái đối nghịch với nó. Vì sự đối nghịch ám chỉ tác động xác định nó rằng A bao hàm có cái không A. Bởi tiến trình của sự giới hạn, vũ trụ mới có thể trở nên hiện hữu. Những điều kiện tự hạn chế trong cái một vô hạn có thể xem như ranh giới hạn chế tư tưởng. Khi hiểu được điều đó, giai đoạn kế tiếp rất đơn giản. Khi có sự khác biệt, có sự giới hạn, lập tức có sự bất toàn. Sự hoàn hảo không có giới hạn. Cái gì có giới hạn thì không hoàn hảo. Vì thế, sự bất toàn là kết quả của sự giới hạn.
Bạn có thể tìm thấy sự hoàn hảo trong cái toàn thể, chứ không ở trong những thành phần riêng rẽ. Bất cứ khi nào bạn có từng phần khác biệt, nhiều người ở mỗi người riêng rẽ không có sự hoàn hảo vì ít hơn cái toàn thể. Điều gì chỉ có một phần chứng tỏ nó bất toàn. Một mảnh vụn không thể hoàn hảo, chỉ có toàn thể mới được coi là hoàn hảo. Chính giới hạn trong sự hiện tồn của vũ trụ bao hàm ý nghĩa không hoàn hảo. Mỗi sự vật ít hơn cái toàn thể cần phải có giới hạn, vì thế nó phải bất toàn. Đối với điều được mọi người cho là xấu ác, chúng ta cần suy nghĩ cặn kẽ hơn. Chính sự hiện tồn của vũ trụ mang bản chất bất toàn, cho nên điều mà chúng ta cho là xấu ác nằm trong một mức độ nào đó của sự bất toàn nếu so sánh với những điều khác. Chính những từ tốt xấu, thiện ác cho thấy sự tương đối, cặp đối nghịch cần thiết của tư tưởng. Chữ thiện không chỉ rõ bất cứ điều gì, cho đến khi con người có ý tưởng về sự ác không thiện, vì thiện và ác là những từ ngữ có tính cách hỗ tương. Chúng ta chỉ có thể phân biệt được một sự vật khi so sánh với những sự vật đối nghịch. Sự so sánh này hiện diện trong trí cùng lúc ta nghĩ về sự vật. Định luật căn bản của cái trí là tư tưởng tác động do sự dị đồng, do sự phân biệt khác nhau giữa A và không A. A đại diện cho sự vật riêng mà ta nghĩ đến, không A là những sự vật khác với sự vật riêng ấy. Như thế, khi bạn nói tốt, bạn tách rời sự tốt ra khỏi cái mà nó phân biệt, tức cái không tốt. Nếu không có sự tách rời, sẽ không có ý tưởng về sự tốt hiện diện trong trí, vì chính ta chỉ nhận thấy sự tốt do sự tương phản và phân biệt với sự không tốt. Nếu không có sự phân biệt này, sẽ không có sự việc gì mà chúng ta gọi là tốt. Vậy tốt là không tốt, là một cặp đối nghịch, và cái này có được sự hiện tồn của cái kia. Chúng ta có thể đưa ra một cặp đối nghịch khác tương tự như ánh sáng và bóng tối. Trong tư tưởng của chúng ta, ánh sáng sẽ không có ý nghĩa gì nếu không có bóng tối hay không sáng. Tư tưởng chỉ có thể nhận thức được sáng vì có không sáng. Tư tưởng có thể nhận thức được những vật thể phát ra ánh sáng vì có những vật thể khác không phát ra ánh sáng. Nói khác đi, chính sự hiện diện của những vật thể không phát ra ánh sáng cần thiết cho sự nhận ra ánh sáng. Những nhà thiên văn học nói sở dĩ chúng ta nhìn thấy được những ngôi sao vì không gian tối, mặc dù không gian chứa đầy những tần số rung động mà trên mặt đất chúng ta nhận ra như ánh sáng. Tại sao? Vì những khoảng không gian bao la trong vũ trụ không chứa những vật thể phản chiếu ánh sáng. Như thế, nếu thiếu những vật thể tối, ánh sáng không thể lộ ra và phản chiếu. Sự tương đối của điều ác. Từ những ý tưởng trên, khi xét đoán những hiện tượng chung quanh, chúng ta thấy điều ác chính nó không thể tồn tại. Điều ác cũng như điều thiện đều nằm trong mối liên hệ giữa sự vật này và sự vật khác. Nó tương đối, không tuyệt đối. Điều gì chúng ta gọi là xấu ác ở nơi này có thể không phải là xấu ác ở nơi khác. Sự tiến hóa ám chỉ có sự thay đổi đặc tính, và điều gì tốt ở một giai đoạn nào đó có thể trở thành xấu ở một giai đoạn khác. Để cho vấn đề rõ ràng hơn, tôi đưa ra thí dụ như sau. Bạn có một thể rung động mãnh liệt. Rung động này không đụng chạm đến bất cứ một thể nào của người khác. Nó có thể rung động bên trong cũng như bên ngoài mà không làm hại gì cả, và không gây ra bất cứ điều gì có thể gọi là điều xấu ác. Nhưng khi thể rung động mãnh liệt này tiếp xúc với một thể khác, nó liền gây ra sự thích thú hay đau khổ. Nếu thể thứ nhì có khả năng đáp ứng và cảm giác được những rung động phát xuất từ thể thứ nhất, do tiếp xúc với thể có những rung động mãnh liệt và do cảm nhận được mà cảm giác đau khổ nảy sinh. Trong vũ trụ, đau khổ được xem như thành phần của điều ác, là kết quả của những gì mà chúng ta gọi là điều ác. Nhưng thực ra, đau khổ là kết quả của sự tiếp xúc giữa hai sự vật mà khi tách rời ra không có hại gì cả. Như thế, do sự liên hệ và chống đối nhau giữa những sự vật làm nảy sinh sự đau khổ là điều mà chúng ta gọi là ác. Bản chất của kết quả tùy thuộc vào sự liên hệ giữa hai sự vật. Nó không tùy thuộc vào những khiếm khuyết sẵn có của mỗi sự vật, mà chỉ tùy thuộc vào sự liên hệ giữa chúng. Khi càng tiến hóa, con người càng đối diện nhiều hơn với điều mà chúng ta gọi là xấu ác. Kết quả của sự tiến hóa đưa đến nhận thức về sự hiện tồn của những thể, những cơ quan cao hơn và có liên hệ càng ngày càng phức tạp hơn với những sự vật ở chung quanh. Càng ngày những năng lực đáp ứng càng phát triển trong những cơ quan này, và năng lực đặt những sự vật bên cạnh nhau để so sánh cũng phát triển. Dần dần con người góp nhặt kinh nghiệm, tâm thức cũng càng ngày càng phát triển để có thể nhận ra điều nào đi ngược sự phát triển
làm chậm sự tiến hóa và có khuynh hướng làm phân hóa thay vì sự toàn vẹn ở cấp bậc cao. Chúng ta xét đến sự tiến hóa có nghĩa gì? Nói một cách đơn giản, sự tiến hóa là kiến tạo nên những cơ quan cao và phức tạp hơn. Để có thể diễn đạt càng lúc càng hoàn hảo sự sống, mà sự sống vốn thiêng liêng, đang tìm cách biểu lộ trong vũ trụ. Khi nói đến sự biểu lộ cao hơn hay thấp hơn, ta muốn nói mức độ mà nó diễn đạt nhiều hay ít bản tính thiêng liêng. Ta gọi chúng cao hơn vì chúng biểu lộ những tính chất có khuynh hướng làm giảm thiểu sự phân chia và làm phát triển sự duy nhất, tức rời xa cực điểm vật chất tiến đến cực điểm tinh thần. Ta nên nhớ là khía cạnh thô kệch của sự biểu lộ sự sống duy nhất được diễn tả như là phần vật chất. Như trên cho thấy, có hai cực trong sự biểu lộ, là một bên là phần hình thể hay vật chất, một bên là sự sống hay tinh thần. Chúng là hai phương diện đối nghịch của một sự sống trường cửu. Tiến trình của sự tiến hóa bao gồm nhị nguyên tính của sự sống khi ra ngoài tạo nên trạng thái đa dạng, và đến khi trạng thái đa dạng đạt đến một giới hạn thì có sự thu trở lại bên trong để tạo lại cái trọn vẹn. Những đơn vị riêng rẽ trở thành cái duy nhất, phong phú, cao cả. Có thể nói, sự sống hướng ngoại tìm kiếm trạng thái đa dạng, có khuynh hướng đi đến cực vật chất, và sự sống hướng nội tìm kiếm sự kết hợp, có khuynh hướng đi về cực tinh thần. Nếu chúng ta xem điều tốt là tất cả những điều tác động hòa điệu với đại luật, và điều xấu là tất cả những điều đi ngược lại, như thế, sự ích kỷ, sự ham muốn chiếm hữu vật chất v.v. phải được xem là điều tốt trong giai đoạn đi xuống sâu trong vật chất để đạt được sự đa dạng. Sau đó, chúng trở thành điều xấu vì làm chậm tiến trình kết hợp toàn vẹn, ngăn trở dòng sống trở về cực tinh thần. Một lần nữa, chúng ta nhận thấy sự tương đối của điều xấu ác và hiểu rằng một đức tính trước kia được coi là tốt trợ giúp cho sự tiến triển của vũ trụ sau trở thành xấu ác cần phải được đào thải trên con đường tiến hóa tinh thần. Trong giai đoạn thấp, nó làm gia tăng sự tiến hóa. Trong giai đoạn cao, nó làm ngăn trở sự tiến hóa. Trên đường trở về, sự tiến hóa phơi bày phương diện sống của thiên nhiên. Nó làm cho vật chất càng ngày càng trở nên mềm dẻo, thanh bai và có cơ cấu phức tạp hơn. Chính do sự phức tạp mà quân bình của nó trở nên không bền vững, dễ dàng tạo thành những hình dạng khác nhau tùy theo những loại xung động từ bên trong. Nó trở thành bộ y phục vừa vặn để diễn đạt sự sống bên trong. Cuối cùng, vật chất chỉ là hình thể thanh bai diễn đạt sự sống bằng cách giới hạn nó. Hình thể thay đổi theo mỗi xung động của sự sống và lấy những hình dạng mới tùy theo những xung động khác nhau của sự sống, lúc hướng ngoại, lúc hướng nội, và đó là sự tiến hóa. Khi bắt đầu hiểu ý nghĩa của sự tiến hóa, chúng ta xem mọi sự vật đều trợ giúp việc tiến hóa, tác động đồng điệu với mục đích của vũ trụ, đứng cùng phía với sự kết hợp càng ngày càng trọn vẹn để tạo thành cái duy nhất phức tạp. Như thế, chúng ta có từ ngữ tốt để chỉ tất cả những sự việc tác động theo chiều hướng ấy, và từ ngữ xấu để chỉ tất cả những khuynh hướng còn sót lại từ giai đoạn tiến hóa đa dạng. Nên nhận thức sự tiến hóa trong hiện tại là tiến trình tạo nên sự hợp nhất hoàn hảo từ những sự vật riêng rẽ. Chúng ta gọi lành thiện tất cả mọi sự vật có khuynh hướng tiến đến sự hòa điệu, đến toàn bộ phơi bày sự kết hợp cao cả, diễn đạt sự sống thiêng liêng ngày càng hoàn hảo hơn. Chúng ta gọi xấu ác tất cả mọi sự vật ngăn cản sự kết hợp và đem những hình thức thuộc giai đoạn trước vào hiện tại. Mọi sự vật làm chậm con đường tiến đến sự hoàn hảo tương đối và cao cả hơn. Khai triển tư tưởng ấy, chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta sẽ thấy những gì trong quá khứ thúc đẩy sự tiến hóa và không xấu ác trở nên xấu ác khi nó vẫn tiếp tục tồn tại vào lúc cơ quan tiến hóa lên đến bậc cao hơn và làm chậm sự phát triển. Thí dụ trong giới khoáng vật, có những khoáng chất và đá sỏi bị ném tung khi núi lửa phun ra và làm bể một số cơ cấu. Sự tiến hóa mạnh mẽ của những chất hơi do sự bùng nổ theo sau sự trỗi dậy mạnh mẽ hơn của những chất liệu riêng rẽ làm cho sa mạc trở thành đồng bằng màu mỡ. Có ai nghĩ đó là điều ác không? Những trí óc thông minh hơn xem đó như là một thành phần của tiến trình tái tạo trong thiên nhiên. Nhờ sự phân hóa và va chạm nhau, những hợp chất mới có thể tạo ra. Bề mặt của trái đất thay đổi, những dạng núi nổi lên, những đường rãnh và những dòng sông được tạo ra, và những đại lục mới được thành lập do tác động tàn phá dữ dội này. Nhờ đó, những nơi trú ngụ dành cho những hình thể của sự sống cao hơn được xây dựng theo đà tiến hóa. Ta hãy dừng lại một lúc để suy nghĩ về cách thức mà một lục địa được tạo ra.
ta hãy quan sát tác động vĩ đại của sức mạnh của núi lửa tạo ra một dãy núi ở một nơi nào đó. Ta hãy nhìn những tảng băng khổng lồ và những khối nước đá lớn được tạo thành và bắt đầu nghiền nát con đường bên triển núi, đổ xuống đồng bằng phía dưới. Ta thấy không có vật gì có thể kháng cự được con đường đi của nó. Ta nghe những tiếng va chạm, nghiền nát, đổ vỡ của những khối đá bị ném tung tóe rồi rơi trở xuống. Khi nhìn những hiện tượng xảy ra trong thế giới với những tranh đấu, xung đột, ồn ào, xáo trộn và khó khăn, ta thấy hầu hết những năng lực này hình như chỉ tác động phá hủy. Nhưng nếu nhìn lại nhiều thế kỷ trước, bạn thấy sự phá hủy của băng sơn bây giờ tạo thành đường rãnh mới. Nó được đào dọc theo triền núi xuống đồng bằng. Nước tích tụ trong đường rãnh càng ngày càng nhiều, chảy xuống đồng bằng thành những con sông. Tác dụng phá hủy của băng sơn càng mạnh bạo, chúng ta có những dòng sông càng lớn, chứa đầy nước đem lại sự sống. Dòng sông mang nước tưới khắp đồng bằng, làm cho cây cỏ tốt tươi. Những thành phố được xây dựng lên nhờ trồng trọt đem lại thực phẩm nuôi sống người dân, và nhà cửa ngày càng đông đúc. Thử nghĩ số phận con người sẽ ra sao nếu không có những biến động lúc trước. Chúng ta thấy nếu không có sự phá hủy mạnh bạo ở những thời đại trước, sẽ không thể có sự phát triển trong thời hiện tại. Như thế, bạn không thể gọi đó là điều ác. Không có điều gì tự nó là điều ác, mà chỉ đơn giản là tác động của lực phân tán hay kết hợp. Cái thực tại cội nguồn của vạn vật, cái một vĩ đại, vị chủ tể, đôi khi được biết đến như là đấng hủy diệt và cũng là đấng tái tạo. Vì chỉ đến khi cái thấp bị phá hủy mới nảy sinh ra cái cao. Nói khác đi, phương diện thấp có chết đi thì phương diện cao mới được sinh ra. Chúng ta trở lại con người, những người đang dần dần tiến hóa, bắt đầu phát triển trí nhớ, lý luận, so sánh, xét đoán và hiểu biết. Trong giai đoạn tiến hóa hiện tại, điều gì gây đau khổ cho người khác là chống lại chính người gây ra, làm trở ngại bước đường tiến đến tình thương thiêng liêng và là một tội ác. Chúng ta gọi sự giết người là hành động tội ác, vì hung thủ đang có hành động thuộc giai đoạn tiến hóa cũ mà đáng lẽ họ đã vượt qua. Là con người, họ phải tiến đến sự sống hòa hợp cao thượng hơn. Kẻ sát nhân đang làm chậm sự phát triển của chính họ, và điều này rất có hại. Khi đến một giai đoạn tiến hóa nào đó, người ấy sẽ là một trong những lực tiến đến sự hòa hợp thiêng liêng, chứ không còn ngăn trở hoặc làm chậm sự tiến hóa. Sự đối nghịch cần thiết. Trên phương diện tư tưởng hay hành động, bạn có thể tự đặt mình theo phía tiến bộ hay theo phía làm chậm sự tiến bộ. Bạn hãy nhận ra vị trí của bạn trong vũ trụ và công việc thật sự của thiên nhiên. Bạn có thể chọn hướng về phía sự sống tiến hóa hoặc về những lực làm chậm và ngăn cản sự tiến hóa. Sự chọn lựa ở trong tay bạn. Nếu bạn chọn theo phía làm chậm sự tiến hóa, bạn đang trợ giúp sự phá hủy và đồng hóa mình với lực phân hóa. Nếu bạn hòa hợp với sự sống tiến hóa, bạn đang chọn sự nối tiếp và đồng hóa mình với quy luật tiến bộ, đưa đến sự trường tồn. Đó là kết quả của sự hòa hợp. Bạn có thể hỏi rằng tại sao đồng hóa với những lực làm chậm sự tiến hóa sẽ đưa đến sự phá hủy? Câu trả lời là sự sống thiêng liêng, tiếp diễn, tiến hóa và trở về với cái duy nhất. Bất cứ điều gì hòa hợp với con đường cao cả này sẽ tiến lên trên, không bị lãng phí năng lực. Trái lại, bất cứ điều gì chống lại sự tiến hóa, gây va chạm và cản trở sẽ bị suy tàn do chính sự va chạm gây ra. Đó là định luật của sự chuyển động. Nếu không có sức cản, một vật thể tiếp tục chuyển động. Nếu bị va chạm bởi một vật thể khác trên con đường di chuyển, nó sẽ dần dần đứng yên. Nơi đâu có va chạm, nơi đó có sự tiêu dùng năng lượng. Sự va chạm biến đổi năng lượng của sự chuyển động thành một hình thức năng lượng khác. Thí dụ như sức nóng và năng lượng bị phân tán, nếu tiếp tục va chạm, hình thể sẽ bị tiêu tan. Năng lượng không bị tiêu hủy và không thể bị tiêu hủy. Chính hình thể khi va chạm vào một lực đối nghịch bị hủy hoại. Hình thể bị tiêu diệt do lực đối nghịch phá vỡ nó ra từng mảnh. Nói khác đi, nó tự vỡ ra từng mảnh để chống lại lực đối nghịch. Nhưng năng lực vẫn tồn tại vì nó là thành phần của một sự sống trường tồn. Người ta có thể đặt câu hỏi rằng, tại sao có lực làm trì trệ này? Tại sao phải có tác động làm trì trệ trên con đường tiến hóa? Tại sao phải có điều gì đó làm đối kháng? Nếu tất cả mọi sự vật đều từ cái một, làm thế nào được trì trệ này có thể phát triển? Thứ nhất, bất cứ sự khác biệt nào cũng là trạng thái biểu lộ của những đối cực. Tinh thần và vật chất, ánh sáng và bóng tối. Thứ nhì, những đặc tính xác định cần phải được phát triển bằng cách chống lại sự đối kháng.
Nếu không có đối kháng, không thể phát triển, không thể tăng trưởng. Mọi sự tăng trưởng và phát triển là kết quả do sự sử dụng năng lực chống lại lực đối kháng. Bạn phải làm gì nếu muốn cho sức mạnh của các bắp thịt phát triển? Dĩ nhiên, bằng cách tập luyện nó, kích thích nó, chứ không thể để nó bất động. Vài người thực hành hình thức đặc biệt của khổ hạnh bằng cách đưa cánh tay ra và giữ yên ở một vị thế, làm cho bắp thịt không thể co lại được. Sau một thời gian, cánh tay trở nên cố định, cứng rắn ở vị trí đó. Các bắp thịt mất khả năng co thắt, không còn là vận cụ cho năng lượng sống động. Kết quả làm cho cánh tay trở lại trạng thái sống thấp kém, không di động được. Cánh tay trở nên cứng như một tảng đá, một cành cây khô. Cánh tay đã mất năng lực cử động của bắp thịt vì nó trì trệ ở yên một chỗ. Như thế, bạn phải làm gì nếu muốn bắp thịt phát triển? Dĩ nhiên, bạn phải sử dụng bắp thịt chống lại trọng lượng bằng cách xô đẩy hoặc lôi kéo nó. Nói khác đi, bạn để cho bắp thịt chống lại lực đối kháng của trọng lượng. Trọng lượng cố kéo bạn xuống trong khi bạn cố gắng kéo nó lên. Kết quả của sự xung đột này đưa đến sự phát triển năng lượng và sức mạnh của bắp thịt, cho đến khi lực bắp thịt mạnh hơn lực đối kháng của trọng lượng. Bắp thịt càng hoạt động nhiều, lực của nó càng mạnh hơn. Như thế, bắp thịt phát triển được hoàn toàn nhờ vào sự đối kháng lại trọng lượng. Do đó, bắp thịt có được sự sống và sức mạnh. Vì khi bắp thịt tăng cường khả năng chứa đựng sự sống tuôn vào nó, sức mạnh mà chúng ta có thể thu hút từ sự sống thiêng liêng ở chung quanh tùy thuộc vào khả năng tiếp nhận và duy trì của chính chúng ta. Đức hạnh và sự xấu ác, đó là cách thức sử dụng điều xấu ác. Sự sống bên trong không thể biểu lộ khả năng cao cả của nó. Nếu bạn không bị đặt vào những tình huống để bạn có thể phát triển bằng cách phấn đấu chống lại lực đối nghịch. Điều xấu ác ví như trọng lượng đối nghịch lại bắp thịt, giống như sự phát triển của xác thân do sự phấn đấu chống lại trọng lượng đối kháng từ bên ngoài. Sự phát triển đặc tính tinh thần có được do sự phấn đấu chống lại điều xấu ác, trái nghịch với đức hạnh. Mỗi tính tốt có một tính xấu đối nghịch lại nó, làm thành một cặp đối nghịch chân thật và giả dối, can đảm và hèn nhát, thương xót và thù ghét, khiêm tốn và kiêu căng. Bạn chỉ có thể phát triển tính chân thật bằng cách cố gắng chống lại sự giả dối và nhận biết những điều giả dối ở chung quanh. Khi nhận thấy điều giả dối, bạn không thể làm gì khác hơn là tự đặt mình vào vị thế đối nghịch với nó. Bạn không bao giờ để những lời giả dối thoát ra từ cửa miệng của bạn, không bao giờ để cho tư tưởng giả dối ẩn náu trong trí óc của bạn, và không bao giờ để cho hành động giả dối làm thay đổi phẩm hạnh mình. Nhận ra điều giả dối sẽ giúp bạn phát triển năng lực cần thiết cho sự chân thật. Và khi cố gắng chống lại khuynh hướng giả dối, năng lực biểu lộ sự chân thật càng ngày càng tăng trưởng. Như thế, sự thật có nghĩa là gì? Sự thật là Brahman, là sự sống, là tinh hoa của điều mà chúng ta gọi là sự sống thiêng liêng. Chúng ta đạt được nó bằng cách cố gắng chống lại điều giả dối. Chính nó là đức hạnh dung chứa sự sống thiêng liêng. Khi thực tập chống lại trọng lượng, bạn làm cho bắp thịt nảy nở. Khi cố gắng chống lại điều giả dối, bạn làm tăng trưởng khả năng đạt sự thật hay chân lý và làm cho bản chất của bạn dễ tiếp nhận sự sống thiêng liêng. Khi đó, sự sống thiêng liêng sẽ tuôn đổ vào bạn ngày càng nhiều, đem cho bạn nhiều năng lực hơn. Như thế, bạn đang phát triển phẩm chất của sự thật nhờ lực đối kháng, và sự phát triển này tỷ lệ với năng lượng và bạn tiêu dùng trong cố gắng chống lại điều giả dối. Dần dần, mọi điều giả dối được loại trừ khỏi bản chất của bạn. Từ đó, nó được thanh lọc hóa và trở về với sự sống thực. Những đức tính khác cũng giống như thế, như tính can đảm chỉ được phát triển khi có hiện diện vài sự vật làm cho bạn khiếp sợ. Nếu không có sự vật gây nên cảm giác sợ hãi, tính can đảm không thể phát triển được. Sự hiện diện của sự vật gây nên cảm giác sợ hãi sẽ làm tăng trưởng kinh nghiệm của linh hồn và dần dần phát triển tính can đảm. Có khi nào bạn để ý đến sự sợ hãi lúc đầu của một đứa trẻ đối với một sự vật nào đó? Sau một thời gian, sự vật đó trở nên quen thuộc và đứa trẻ không còn sợ hãi đối với sự vật đó nữa. Bạn thấy, những em bé rất nhút nhát, chỉ một khuôn mặt lạ cũng làm cho chúng sợ. Làm thế nào những em bé không còn nhút nhát nữa và trở nên can đảm ở giữa mọi người? Không thể bằng cách đóng cửa nhốt chúng trong phòng để chúng không bao giờ thấy người lạ. Nếu không thấy những khuôn mặt lạ, chúng không sợ hãi. Vì sự sợ hãi chỉ xảy ra khi trẻ đối diện với đối tượng mà chúng không quen biết. Dần dần, qua nhiều kinh nghiệm, chúng bắt đầu hiểu và không còn sợ hãi nữa. Khi đó, chúng có được sức mạnh và lòng can đảm
Tôi có thể dẫn chứng thêm nhiều đức tính khác cho thấy chúng chỉ tăng trưởng khi gặp sự đối kháng. Sự tiến hóa có giá trị vì con người càng ngày càng trở nên tốt hơn, nhưng điều xấu cũng có giá trị của nó. Điều xấu tác động như một trọng lượng đối nghịch lại cố gắng vươn đến sự hoàn hảo, cho nên nó làm phát triển sức mạnh kiểm soát dục vọng, vì dục vọng đưa đến sự hủy hoại. Người này chạy theo dục vọng là đang chọn con đường ngả theo chiều hướng hủy hoại. Nếu không có điều xấu, sẽ không có năng lượng cần thiết cho sự tiến hóa hướng về hoàn hảo. Chính sự hiện diện của điều xấu ác trong vũ trụ làm cho điều tốt lành có thể phát triển và dần dần tiến đến toàn thiện. Một tác động căn bản khác của điều xấu ác là làm tăng trưởng năng lực phân biệt giữa tốt và xấu, đó là ý chí chọn lựa. Làm sao ta có thể nhận được điều chân thật mà không phân biệt nó với điều giả dối? Làm sao ta có thể biết được giá trị của điều chân thật nếu không có kinh nghiệm về những hậu quả phá hủy do điều giả dối gây ra cho cá nhân và xã hội? Chúng ta chỉ nhận thức được A do sự hiện diện của cái không A. Cái không A cần thiết để định nghĩa A. Như thế, chúng ta sẽ không thể có ý tưởng gì về sự chân thật, không nhận ra được, không định nghĩa được nó, ngoại trừ bằng cách phân biệt nó với sự không chân thật. Giống như thế, đối với mỗi đức hạnh và tất cả những điều tốt, chỉ bằng cách nhận ra điều xấu, chúng ta mới có thể biết được điều tốt. Nhưng nếu muốn nhận ra được điều xấu, cần phải có kinh nghiệm về điều xấu. Vị trí của sự đau khổ. Điều xấu cũng hữu dụng như phương tiện trừng phạt đưa con người đến sự tốt lành. Vì điều xấu không hòa điệu với lực tiến hóa của sự sống thiêng liêng biểu lộ, do đó nó gây nên đau khổ. Đau khổ chính là sự rung động không hòa điệu. Kết quả là điều xấu ác không tránh khỏi hậu quả thống khổ. Đó không phải là một hình phạt độc đoán, mà là sự cần thiết tự nhiên. Sự thống khổ làm cho con người có cảm giác bị đẩy lui khỏi nguyên nhân gây thống khổ. Nó đưa con người tách rời khỏi những đặc tính không hòa điệu, huyên náo và phân hóa. Vạn vật đều được mang theo trong dòng sống thiêng liêng cao cả của vũ trụ. Nhưng một dòng xoáy hướng hạ quái dị, vô trật tự nổi lên, làm phân hóa những vật chất thô kệch để xây dựng nên công trình mới. Một dòng khác hướng thượng mang những người sống theo trật tự, tự hiến mình thành vận cụ của thiên luật và chia sẻ sự trường tồn của nó như sự biểu lộ thiết yếu của cái một duy nhất. Hãy nhìn tất cả những hình thức xấu xa chung quanh với sự hiểu biết và lòng nhân ái, bạn sẽ thấy những khuyết điểm không thể tránh được. Do đó, khi thấy một linh hồn đang theo đuổi theo sự suy đồi xấu xa, bạn sẽ không cảm thấy tức giận, cố chấp hay ghét bỏ. Bạn biết linh hồn này đang cố gắng trong hoàn cảnh xấu, sẽ dần dần có được sức mạnh chiến thắng và vượt qua điều ác. Cuối cùng, bạn sẽ hiểu được đặc tính thiêng liêng trong vạn vật, tốt cũng như xấu, và bạn cũng hiểu được vì sao trong kinh điển tả Đức Krishna là tính xấu của người cờ bạc, đồng thời cũng là sự trong sạch của người đương thiện. Vũ trụ chúng ta sẽ trở nên tràn đầy hy vọng khi bạn nhận thấy tất cả đang hướng về sự toàn thiện. Điều tốt và điều xấu là hai sức mạnh liên kết để giải phóng linh hồn. Một sức mạnh kéo nó lên trên, một sức mạnh khác làm tan vỡ mọi vật mà nó bám víu vào. Điều mà tôi muốn hướng các bạn đến là khi nhận ra những sự kiện trên, bạn sẽ thấy mục đích thật sự của con người là trở nên toàn thiện, là một với dòng sống thiêng liêng đang trôi chảy bên trong. Đó là sự bắt đầu hiểu biết, bắt đầu nhận thức ý nghĩa của vũ trụ. Bạn sẽ bắt đầu sử dụng những điều được xem là xấu trong việc loại trừ mọi sự vật trói buộc bạn vào khía cạnh tạm bợ của thiên nhiên. Do đó, bạn sẽ chấp nhận đau khổ như một sự trợ giúp thật sự. Đau khổ có phải là điều xấu không? Dĩ nhiên đau khổ không phải là cảm giác thích thú, nhưng nó không phải là điều xấu, vì nó là một điều kiện để đạt sự toàn thiện. Không có nó, không thể có sự toàn thiện. Vì sao? Vì sự phát triển phải trở nên ý thức đối với ta, phải là sự phát triển dần dần của tư tưởng bên trong ta. Tiến trình phát triển này xảy ra như thế nào? Khi ra ngoại cảnh, tiến đến một vật hấp dẫn ta, dĩ nhiên, ban đầu ta chỉ tìm sự thỏa mãn, nhưng không thể có sự thỏa mãn lâu dài đến từ bên ngoài. Nói khác đi, không sự vật nào bên ngoài có thể đem lại sự hài lòng vĩnh viễn cho linh hồn. Linh hồn được ví như người điều khiển xe ngựa, đứng trong cái xe của thể xác, sử dụng cái trí như là dây cương để kềm chế những con ngựa của giác quan. Khi những con ngựa của giác quan chạy nhanh, mang theo linh hồn đến sự vật ham muốn, làm sao linh hồn biết được những sự vật này không phải là điều mà nó ham muốn thật sự?
Làm thế nào linh hồn mất đi sự ham muốn đối với những sự vật bên ngoài, vốn không bao giờ làm cho nó thỏa mãn? Làm thế nào nó biết được chỉ có một con đường tiến đến hạnh phúc chân thật là quay trở về bên trong, tìm Thượng Đế nội tâm? Linh hồn chỉ đi đúng hướng khi thấy mọi sự vật không phải là Thượng Đế đều phải mất đi, và khi mất đi chúng gây đau khổ. Bạn chỉ có thể loại trừ sự ham muốn thỏa mãn những giác quan khi khám phá ra thú vui cảm giác rất tạm bợ. Đeo đuổi quá xa theo dục lạc sẽ đưa đến sự nhàm chán, ghê tởm và đau khổ. Vì thế con người chỉ đạt được minh triết và tự do khi loại trừ hết mọi ham muốn thú vui cảm giác. Thí dụ, sau khi thỏa mãn tối đa vị giác bằng những thực phẩm ngon miệng, con người cảm thấy nhàm chán. Họ nhận thấy theo đuổi ham muốn giác quan là không thông minh. Do đó, họ chọn điều gì trường tồn hơn, và sự ham muốn bị nhổ tận gốc rễ. Bạn không thể thuyết phục người khác trừ phi chính họ có kinh nghiệm theo đuổi những ham muốn thấp hèn và nhận thấy hậu quả của nó. Lý lẽ và biện luận không lay chuyển được họ. Sau khi thỏa mãn tối đa vị giác, người tham ăn cảm thấy khó chịu trong cơ thể. Nếu tiếp tục tham ăn, dần dần sinh ra bệnh hoạn và không tránh khỏi đau khổ. Từ đó, họ không còn ham muốn thỏa mãn tính háo ăn và bắt đầu tiến trình dài nhổ bỏ tận gốc tính ham ăn. Đó là phương pháp duy nhất diệt trừ tận gốc sự ham muốn. Bạn chỉ có thể từ bỏ sự ham muốn bằng cách nhận thức dần dần qua kinh nghiệm, để biết rằng thỏa mãn mọi ham muốn thấp hèn là nguồn gốc của đau khổ. Sự phá hủy của dục vọng không do từ bên ngoài mà là ý muốn từ bên trong, và điều này đem lại đau khổ. Như thế, tuy đau khổ thường bị cho là điều xấu, nhưng trái lại là một điều tốt lành để con người xa lánh những gì tạm bợ và chú trọng đến sự trường tồn. Vì chỉ bằng sự đau khổ, con người mới có thể học được. Chỉ bằng sự nhờm gớm những thú vui vật chất, con người mới có nguyện vọng tinh thần để cuối cùng hướng đến chân lý thiêng liêng. Vấn đề này dễ gây hiểu lầm và nguy hiểm. Nên nhớ, giai đoạn thỏa mãn ham muốn vừa được miêu tả là giai đoạn của linh hồn non trẻ. Đó là giai đoạn của ký ức thời xa xưa. Con người từng theo đuổi thỏa mãn dục vọng và đau khổ, đến khi tiếng nói lương tri báo động bản chất thấp hèn về mối nguy hiểm của sự nuông chiều theo dục vọng. Khi đã có đầy đủ kinh nghiệm và được báo động từ linh hồn, nếu con người còn đeo đuổi theo dục vọng thì thật là điên rồ. Thỏa mãn dục vọng thuộc về giai đoạn của người bị lôi cuốn theo sự hấp dẫn bên ngoài mà không dừng lại, không thắc mắc, nghi ngờ, và sau khi thỏa mãn họ cũng không biết hối tiếc, hổ thẹn, ăn năn. Khi gặp trường hợp tương tự, ký ức của linh hồn cho thấy lại kinh nghiệm đau khổ cũ. Nếu người ấy lại nuông chiều theo dục vọng, niềm đau khổ của sự ăn năn được cộng thêm vào đau khổ của sự thỏa mãn hiện tại. Những bài học đó làm cho con người tiến bộ, cuối cùng trở nên minh triết và từ chối thú vui tạm bợ để khỏi đau khổ trong tương lai. Con người bắt đầu để cho dục vọng chết dần mòn bằng cách từ chối nuôi dưỡng nó, bằng cách quan sát về đau khổ do sự thỏa mãn dục vọng đem lại. Ta cắt đứt nguồn gốc của dục vọng bằng thanh gươm trí tuệ. Ngoại trừ những người còn thấp kém, nhiều thú tính, tất cả mọi người trung bình đều đã tiến đến giai đoạn nghe được tiếng nói của lương tâm, nên mọi người phải hợp tác một cách có ý thức với sự tiến hóa hướng thượng, từ đó thoát khỏi vũng lầy vật chất để tiến đến sự sống tinh thần. Hành động không mong cầu, làm sao có thể cắt đứt mọi ràng buộc? Sự ràng buộc cắt đứt bởi kinh nghiệm không thể tránh được, như đã nói ở trên. Từ đời này qua đời khác, kinh nghiệm dạy cho linh hồn bản chất của vũ trụ mà nó là một thành phần. Ham muốn là mãnh lực trói buộc. Khi nào còn ham muốn, chúng ta vẫn còn phải tái sanh. Chúng ta bị kéo trở lại do ham muốn tốt cũng như ham muốn xấu, ham muốn hạnh phúc trong niềm tin tôn giáo cũng như ham muốn những thú vui thế tục, ham muốn được ca tụng cũng như ham muốn được thương yêu, được kiến thức. Linh hồn có thể ham muốn đạt được đặc tính cao quý, nhưng đó cũng là ham muốn kết quả, và nó sẽ trói buộc con người vào nơi có những điều kiện giống như kết quả mong muốn. Như thế, muốn loại trừ nhân quả, chúng ta phải loại trừ ham muốn. Chúng ta không cần ngưng hành động mà phải hành động không ham muốn. Cố gắng làm tất cả những công việc cần thiết mà dừng dưng với kết quả. Đó là sự từ bỏ ham muốn chứ không phải từ bỏ hành động, giống như lý tưởng của tu sĩ khổ hạnh thật sự. Người từ bỏ một đạo sĩ yoga chính thống không phải là người từ bỏ vật chất bên ngoài và khoác vào chiếc áo vàng của người tu mặt chét đầy cho, mà là người đã chặt đứt mọi trói buộc của dục vọng. Đối với những người phải hành động vì đó là bổn phận, họ dừng dưng đối với kết quả.
đó là những người phụng sự của Thượng Đế ở thế gian. Họ làm mọi công việc không phải để được lợi ích riêng tư, mà để bù đắp điều gì còn thiếu sót trong thế gian. Những người minh triết nhận thấy bánh xe của sự sống phải xoay chuyển, và họ dự phần vào sự xoay chuyển đó, không phải để nhận được điều gì, mà chỉ để giúp cho sự sống thiêng liêng vận hành theo thiên ý. Họ làm tròn phận sự mà không mong cầu kết quả. Họ quay bánh xe mà không màng để ý nó sẽ mang đến hạnh phúc hay đau khổ, khen hay chê, nổi tiếng hay bị sỉ nhục, trí tuệ hay ngu muội. Họ nhận thức đó chỉ là bổn phận của họ cộng tác với Thượng Đế trong sự biểu lộ. Họ tự đồng hóa với Thượng Đế trong tiến trình xoay chuyển bánh xe sự sống. Người như thế là một với Đức Krishna. Ngài tuyên bố rằng không có gì để cho Ngài sở hữu ở thiên đàng hay ở thế gian, nhưng nếu Ngài ngưng hành động, mọi sự vật đều bị ngưng trệ. Thế nên người sùng kính hành động không phải để đạt được điều gì, mà là để mục đích thiêng liêng có thể thực hiện. Họ hiến dâng mọi hành động như sự hy sinh cho Thượng Đế, mà không màng đến kết quả của sự hy sinh. Vì kết quả nằm ở chân Thượng Đế, không ở trong tim của người mộ đạo. Hành giả yogi như thế không tạo nghiệp quả, vì họ không ham muốn, họ không tạo ra sự nối kết trói buộc họ vào thế gian. Tinh thần họ tự do, mặc dù họ hành động ở khắp mọi nơi. Dù được sinh trong môi trường trí thức hay tôn giáo, đời sống của những người cũng như một bàn thờ, và ngọn lửa cháy trên bàn thờ ấy là ngọn lửa sùng kính và trí tuệ. Mỗi hành động của họ được ném vào lửa và tiêu tan, biến thành làn khói của sự hy sinh, không để lại trên bàn thờ một dấu vết, ngoại trừ chất dầu của trí tuệ và ngọn lửa của tình thương. Đề tài này thật sâu rộng, tôi chỉ phác họa sơ lược những đường hướng mà theo đó bạn có thể nghiên cứu thêm về vấn đề cổ xưa này. Những điều gợi ý này may ra có thể giúp các bạn thấy rõ hơn nguyên nhân hiện tồn của sự đau khổ và sự bất toàn. Chúng ta đã thấy điều xấu khởi đầu trong giới hạn và chỉ là tương đối, và điều mà chúng ta gọi là xấu thường chỉ là tấm màn che phủ nên một sự tốt lành trong tương lai. Chúng ta đã thấy vài hành động được xem là xấu ở những người đã phát triển, nhưng không xấu chút nào ở những loài kém tiến hóa. Làm thế nào sử dụng điều xấu để làm cho ta được hoàn hảo hơn? Ta cũng biết khi sự ham muốn còn duy trì trong tâm, nó sẽ kéo ta trở lại thế gian, và ta tiến lên bằng cách thanh lọc hóa dục vọng và đồng hóa với đấng tạo tác thiêng liêng. Ta thoát khỏi sự xấu và mọi xiềng xích trói buộc linh hồn để cuối cùng trở nên bàn thờ. Từ đó, làn khói của sự hy sinh liên tục bay về với vĩnh cửu. Đời sống đó mới thực sự đáng sống, sự bình an trải dài theo đường đi. Chỉ người yogi chính thống mới nhận thức được sự sống ấy. Hãy so sánh đời sống này với đời sống đầy bất mãn, tranh chấp của người còn ham muốn vật chất thế gian. Hãy quan sát những người ở chung quanh bạn, nhìn vẻ mặt lo lắng, ham muốn, đầy ắp những vấn đề không được vừa ý. Bạn sẽ thấy trái tim của họ bị đục khoét vì đau khổ, bị khô héo vì những tai họa, phiền muộn, hy vọng và sợ hãi. Họ bị ném tung như một quả cầu và thường trở nên tàn tạ. Kế đó, bạn hãy nhận ra thế nào là chân phúc của Thượng Đế. Chân phúc vì có sự hòa hợp, vì vắng bặt sự ham muốn, vì trí tuệ vĩnh cửu mà không điều tạm bợ nào có thể làm cho nó xáo trộn. Linh hồn sẽ tìm được hy vọng và bình an nếu nó gắn bó với Thượng Đế. Có thể nào Ngài từ chối ban hy vọng và bình an cho linh hồn quay về nguồn cội? Bạn là Thượng Đế, không có gì làm thay đổi được điều đó. Xác thân không phải là linh hồn. Bệnh tật có thể làm suy yếu xác thân, tai nạn có thể làm hư hại nó, sự chết có thể cướp mất nó, nhưng linh hồn vẫn tồn tại nguyên vẹn. Bạn có thể tiêu diệt hạ trí, tình trạng cá nhân có thể thay đổi, nhưng bạn không mất gì cả. Cái tôi không bao giờ thay đổi. Sự phân chia giữa những thể có thể xảy ra, nhưng không ảnh hưởng gì đến sự duy nhất bên trong. Bất cứ sự thay đổi bên ngoài nào cũng không thể gây khốn khó tuyệt vọng cho linh hồn. Nó như tảng đá đứng vững giữa sóng biển dâng cao. Những làn sóng của vận xấu sôi sục vây phủ chung quanh nó, va chạm vào nó rồi tự bể tan thành bọt nước và rơi xuống như những tràng hoa tuyết dưới chân, và làm tăng thêm vẻ đẹp cho nó. Đó là linh hồn tự đồng hóa với cái duy nhất, do trí tuệ và lòng tôn sùng đã cởi bỏ mọi thứ tạm bợ và tự xác định theo thiêng liêng. Ai cũng có thể đạt đến mục đích đó nếu biết cách sử dụng điều xấu trong vũ trụ.